Xin chào các bạn. Dạo gần đây thì mình thường hay nhận được những câu hỏi như thế này: chị ơi, ở Nhật thì du học sinh Việt Nam thường làm công việc làm thêm nào? Thì mình mới trả lời là theo như chị biết thì có ba công việc rất là phổ biến, đó là bento, yamato và soji, dọn dẹp ở khách sạn. Thì các bạn ấy mới hỏi là chị có thể làm một cái video chi tiết về những công việc đó, cụ thể nó ra sao không, để mọi người ở Việt Nam có thể hiểu rõ hơn là khi qua Nhật mình phải làm những cái gì, phải trải qua những cái gì. Vì vậy nên chủ đề của ngày hôm nay sẽ là cận cảnh một buổi đi làm bento của mình. Lúc này đây là mình đang đứng đợi xe buýt của công xưởng. Xưởng mà mình làm bento là của Fuji Food.